tạm biệt đấy, tạm biệt Thọ Phán đấy. Buổi làm việc cuối cùng của nhưng mà có biết ai đi lao không nhỉ? Cả của ai đi? Nhâm đã đặt. Chó. Ô, mình nhờ quán nào ấy? Em vào tôi, đã câu á. Câu bình đóng à? Nghe đùi. Ồ, 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 hoành tráng. Bye bye, bye bye. Hai lăm đi. Sáng rồi, sáng rồi và sáu. Anh em sáng rồi. Nhưng mà em chưa có hộ chiếu. Chưa có hộ chiếu mà đi được thôi. Không biết, nên mai một rồi vào hỏi nó thôi. Quá là cực khổ. Ô chị nó vứt ở nhà mà em đã vào đây em mang đi đâu. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đội mình sẽ liên hoan chia tay một số anh em đi con sang Lào công tác. Nên mình sẽ quay lại cái cảnh gọi là nhậu nhạt chia tay anh em mình. Đây là cái chỗ có mấy người bạn của mình đang ngồi dưới ga đây. Thế là nơi anh em mình sẽ tổ chức liên hoan rất là đẹp. Đây là gọi là cái khu nhà nổi ở Bình Đông. Đây là quán em và tôi. Đây khu nhà nổi. Ở trên này là quán ở bìa đường, rất là đẹp. Đây là cái cầu Bình Đông. Trước kia có một cái cầu mới nữa. Kìa. Ai vừa bị ông. Không hiểu sao cái máy nó tự cắt đấy. Anh lo gọi cho anh xe đi lao chứ. Mà mày không đi tại sao mày không bảo người tổ chức? Ê, anh Long, anh Hắc Long. Đây là cử điên, cử hói và rất nhiều cử khác nữa. Cử chó nữa. Cử đàng hoàng. Thế anh cử nữa, anh cử chó. Mẹ gọi là anh cử mẹ, ai ải là anh móc đó. Trước khi anh em đến đông đủ thì mình sẽ đi quay qua cái quán cho anh em thấy. Rất hoành tráng. Thủy tiêu đang rụt nhỉ. Quán em và tôi. Ây. Đây là anh Dũng. Anh Dũng à, cống đoàn. Anh Dũng là cống đoàn, cống đoàn quân đội. Anh rất là đẹp trai đúng không? Thằng nào đấy, thằng nào đấy. Đâu quá. Anh quay để em đăng lên Facebook rồi. Không có đâu. Đây chắc chắn là chỗ của anh em mình nữa rồi. Wow, rất là nhiều cá luôn.
bây giờ mình sẽ chờ anh em đội đội xuống. Anh em tôi ra trước lót giả trước. Nóng. Dễ thương. Chú đội trưởng đang đi chúc bia anh em trong bàn. Mồi nhầu rất đạm bạc anh em. Là tôm nướng à. Mực hấp, mực tươi đấy. 100% đi anh. Em quay 100% đồ này được. Ôi giờ ba mà đây quay lặng nó lạt mùi chất hoàng chất hoàng bàn à bàn à bàn à bàn đấy bàn đấy. Anh Hoàng đấy là em Hoàng.
Biển đang mời anh em đi ở trong bản. Bây giờ là mình cũng ngà ngà say rồi. Đến tầm này thì anh em mình cũng đã bắt đầu xỉ ngà ngà rồi. Có những người đã mặt đã đỏ rồi. Như anh lớn này. Bây giờ mình sẽ đi rủa một vòng. Oh my god. Một phong cách mình rất thích ở miền Nam đó là khi mình đi nhậu sẽ có những người đến bán hoa quả cho anh em trong bàn nhậu. Đó là một cái điều rất thích. Giảm giá 90% em mua chị. Chị giảm giá 90% nhá. 90%. Mới có 1-2 người mà hoành tá tràng rồi. Không biết cả cái đồ này thì nó thể như thế nào. Đây là sếp Huỳnh ở Hà Tây đến giao lưu với Mông. Ông kia đang nói xấu mình kìa. Ông kia kìa. Đang nói xấu mình. Mày đang nghe kỹ lên đây tôi biết.
đừng đi luôn. Anh ơi. Một máy bay lên đây. Có đấy. Ba mươi. Ừ, à vợ Nam ơi, Nam vẫn ổn nha, vợ ơi, quên, à, vợ của Nam ơi. Thì muốn đăng cái nói hay. Thực ra Nam rất muốn đi Lào nhưng mà sợ xa vợ nên phải về nhà với vợ đấy. Hả? Đi Lào em. Ấy, thay đổi quyết định rồi. Tại vì thay đổi quyết định là vì sao? Vì không phải là vì kiếm tiền vợ con mà vì lúc chiều lúc hôm qua mình bảo là với Nam là bên Lào gái đẹp lắm Nam ạ, mày cứ đi đi, vợ con ở nhà thì mày vẫn gửi tiền về, con gái bên Lào đẹp lắm, đây chắc là lý do để Nam thay đổi quyết định. Vâng, nói thật sự cuộc sống của anh em mình và mới còn lại với mà chương trình của chúng mình là đi làm gọi là của công nhân, giờ với một cuộc sống của anh em mình là về trên của công ty sông Đà, với có ngày tổ chức của anh em là về vận đến công trình có mày có đồng tiền để liên hoan hôm nay để chia tay anh em cùng kẻ hướng người đi sang đất nước Lào. Chương trình của chúng ta hôm nay rất vui vẻ, mọi người rất đông đảo dù lãnh đạo trên cực xuống, mong mọi người ủng hộ cho với cuộc sống công nhân bao nhiêu dầm mưa dài nắng, dù là nắng chứ nước mưa gió cùng lướt dầm, cho nên chúng ta cũng có ngày hôm nay, ngày dù là vui vẻ của anh em, cho nên giới thiệu anh em chúng ta hôm nay là nông nhân, công trình nào, cuộc vui nào chúng ta cùng hết. Do là vì thời cuộc cơ may chúng ta nhận được đấu thầu làm, nhưng hôm nay công trình của chúng ta gần hết thì anh em cũng có một tuyến người đi sang bên Lào để làm phục vụ thủy điện ở bên Lào. Này, mong anh em chia tay để có người ở lại, có người đi, kẻ người đi sang để giúp bà Lào. Cho nên công ty chúng tôi tổ chức với tiệc vui hôm nay, mong mọi người chia tay rồi cùng làm dưới nắng, để nắng dầm mưa. Với thật sự mong muốn của anh em là cũng là người công nhân cảnh là làm thuê làm mướn sắp xếp ngày nắng nóng, chứ giờ tới đây là biển đông, anh em cũng qua sống với một cái cách sống là nhà bè của quê hương Quảng Ngãi. Giờ về quê hương Quảng Ngãi có chung anh em là sống hôm nay là tuần ngày kết thúc của đất nước Việt Nam để sống sang Lào. Xin chào đất Quảng Ngãi, đây cuộc sống của chúng tôi là chân quê, đó là
Thank you.
Thank you.